Dạ. Khu này có từ trước năm 75 rồi chú ha. Cái bộ trời năm 60 với 75 gì nữa. Dạ, từ thời người Pháp họ mở đường sắt ở đây rồi nè. Rồi đó, mở đường sắt lại mở nhà thờ là đó người ở rồi. Dạ. Con thực hiện mấy cái video này nè, thì con cũng gửi tặng cho đến những chú, những bác mà sinh sống ở đây từ thời xưa đó. Thì con sẽ đi vào trại lính Bình Khê của ngày xưa. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú, cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Dạ, hơn 60 năm nay. Ngày xưa chắc mấy chú gần gần ra chắc cũng học trường Hưng Đạo hết hả? Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn mấy chú. Dạ, những người học trường Hưng Đạo thì bây giờ tóc bạc hết rồi. Ở đây có bàn billiard. Nếu quý vị nào ngày xưa tuổi học sinh của mình có đam mê bộ môn chơi billiard này thì sẽ rất là nhớ. Billiard thưa quý vị, một ký ức tuổi thơ tràn về. Ngày xưa thì quý vị nào, còn những quý vị nào mà không biết chơi thì hay quay vòng vòng như thế này. Wow, rất là nhớ luôn. Bây giờ thì thành một cái phần đất hoang phế rồi. Cây cỏ mọc tùm. Ở đây cũng chưa có kế hoạch để mà thay đổi một cái bộ mặt mới của thành phố Nha Trang đó quý vị. Dạ, xin được kính chào quý bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, tiếp theo là một video em đang đứng khu vực ở ngã 6 thưa quý vị. Và cũng cái video trước đây em có làm về một cái bản tin, đó là đại công trường, đại công trình. Những cái vị trí xưa cũ sẽ bị thay đổi thành một cái nơi rất là khang trang và đồ sộ đó quý vị. Thì video trước em đi từ đường nhà thờ một vòng qua bên đây, thì quý vị đang quan sát được là một cái lô đất, một cái khuôn viên rất là rộng, rất là bự tại nơi này, ôm trọn luôn từ khu vực nhà thờ vòng qua đến đây là cái chỗ nơi ở của những master dòng Thánh Tâm của ngày xưa. Thì trường Thánh Tâm là nằm ở phía đường Lê Thánh Tôn phía bên này thưa quý vị. Đây là góc ngã 6, một khu vực rất là rộng. Kể đến đầu tiên là khu vực dành cho các master, rồi tiếp theo là trường Vinh Sơn. Trường Vinh Sơn là có hai mặt, một mặt giáp với lại đường nhà thờ và một mặt giáp với lại đường Gia Long này. Và tiếp theo là ngôi trường phổ thông Hoàng Văn Thụ, ngôi trường công nghiệp đó quý vị. Rồi tiếp tục là những hạng mục lân cận quanh đây. Thì đây là một vị trí đất vàng tại thành phố Nha Trang. Từ sau năm 75 thì nơi này trở thành nhà văn hóa thiếu nhi. Và bây giờ thì sắp sửa đổi mới thành một cái khu công viên cung thiếu nhi rất là đồ sộ, khang trang. Thì không biết là phải mất bao nhiêu năm thì mới hình thành ra được một cái cơ ngơi giống như cái bản vẽ này. Đường Gia Long thưa quý vị. Và ngay dưới chân nhà thờ đá có cái ngôi trường, trường Hưng Đạo của ngày xưa. Thì ngôi trường này quý vị cũng được nhìn thấy là cơ sở hạ tầng cũng như những gì từ trước năm 75 đến giờ. Với tên gọi đầy đủ đó là Trấn Hưng Đạo Đức, gọi tắt là trường Hưng Đạo của ngày xưa đó quý vị. Bây giờ là trường tiểu học Phước Tân 1. Ở ngay góc đường Gia Long này có hai cây me gốc rất là to, thuộc dạng cổ thụ ở nơi đây.
những cái cánh cửa và cánh cửa sổ mang một giá trị lịch sử rất là thân thuộc đối với những cô chú sinh sống từ thời trước năm 75. Một khuôn viên đất rất là rộng từ góc mũi tàu nhà thờ Gia Long đổ về nơi này. Và hôm nay em thực hiện video này, em sẽ đi một vòng từ góc mũi tàu nhà thờ Gia Long đi đến trại lính Bình Khê của năm xưa. Trại lính Bình Khê và có cái khu đường sắt ở trong này thưa quý vị. Và video này em cũng xin dành tặng cho những quý vị khán giả ngày xưa sinh sống trong khu vực đường sắt này. Và trong đó thì kể đến là chú Bình Võ, hiện nay đang sinh sống ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Và một chú có tên là Erika Trương, chú hay bình luận bằng tiếng Anh trên kênh Lang Thang Nha Trang đó quý vị. Và chú ngày xưa cũng sinh sống ở trong khu đường sắt này. Quý vị đang quan sát được một cái đại công trình rất là rộng lớn nơi này. Mặt phía bên kia là giáp với lại đường nhà thờ. Quý vị đang quan sát từ phía xa nữa. Phía xa là có một cái dãy nhà đang đập bỏ đi. Thì cái nơi đó, đó là trường Lê Quý Đôn của ngày xưa. Là từ sau năm 75 đó quý vị. Còn góc này ngày xưa là trường Vinh Sơn. Sau cái dãy nhà tôn kia đúng quý vị, đó là một cái dãy nhà mới, là ngày xưa là người lính Mỹ họ thuê ở nơi đó. Thành phố Nha Trang lúc này 9:45. Thời tiết cũng khá là mát mẻ, hôm nay thì không có nắng nhiều. Tối hôm qua thì cũng có mưa. Em sẽ chậm rãi một vòng để quý vị cùng quan sát. Em sẽ đi vào khu đường tàu. Phía bên kia có tàu lửa đang đi ngang qua. Ở đây là ngõ đi từ hướng đường Gia Long đi vào. Ở đây là khu vực rất gần với lại ga Nha Trang. Đoàn tàu bắt đầu di chuyển nhanh dần rồi thưa quý vị, họ khởi hành từ phía ga Nha Trang. Bây giờ đang tăng tốc. Bây giờ là một cái khu dân cư rất là đông đúc ở nơi này. Từ đằng xa đây thưa quý vị, em đang zoom lên. Quý vị đang được quan sát khu vực nhà ga. Dạ, và bây giờ em sẽ tiến hành di chuyển đi dạo một vòng quanh cái khu đường sắt này, và điểm đến của em đó là cổng chào ở trại lính Bình Khê.
hướng bên kia là phía đường Gia Long đi vào. Xin phép gửi đến quý vị những hình ảnh quang cảnh đời sống sinh hoạt thường ngày của bà con Nha Trang. Chào chú. Chào cô. Dạ. Nhà mình sinh sống ở đây luôn hả cô? Bao lâu rồi cô ạ? Quá lâu rồi hả cô? Wow. Ở đây mình không có xe sửa gì được hả cô? Không xe được à? Vậy có sổ đỏ không ạ? Sửa lại đây được thôi chứ còn mới xây lên. À, sửa tạm để ở thôi. Dạ. Ở khu này không có sổ. À, khu này không có sổ đỏ. Khu này của nhà thờ. Dạ. Khu này có từ trước năm 75 rồi chú ha. Cái bộ người ta đời năm 60 với 75 gì nữa. Dạ, từ thời người Pháp họ mở đường sắt ở đây rồi nè. Rồi đó, mở đường sắt lại mở nhà thờ là đó người gỡ rồi. Dạ. Con thực hiện mấy cái video này nè, thì con cũng gửi tặng cho đến những chú, những bác mà sinh sống ở đây từ thời xưa đó. Thì con sẽ đi vào trại lính Bình Khê của ngày xưa. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú, cảm ơn cô ạ. À. Dạ. Dạ, hơn 60 năm nay. Ngày xưa chắc mấy chú gần gần đây chắc cũng học trường Hưng Đạo hết ha. Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn mấy chú. Dạ, những người học trường Hưng Đạo thì bây giờ tóc bạc hết rồi. Trong này có quán cà phê, có bán ăn sáng đầy đủ hết thưa quý vị. Nếu ngay góc này mà biết khai thác du lịch thì có vẻ như sẽ rất hấp dẫn những vị khách Tây. Giống như một cái khu chợ ở Thái Lan đó quý vị. Nhìn từ trên cao xuống thì không có biết là có đường sắt đi ngang. Nhưng mà khi có tàu chạy qua thì mọi thứ được gấp rút làm rất là nhanh. Sẽ lộ ra một cái đường sắt và đoàn tàu chạy qua, nhìn rất là đẹp. Và những cái clip đó thì những vị khách Tây rất là thích thú. Nếu ở ngay chính thành phố Nha Trang mình làm được cái điều đó thì du lịch sẽ phát triển và những bà con ở đây họ cũng thay đổi được cuộc sống nhờ vào kinh tế. Ở đây vừa rồi em có hỏi thăm những cô chú ở đây thì những ngôi nhà đây là không có sổ thưa quý vị. Nhà nào mà xuống cấp quá thì chấp nhận sửa chữa tạm bợ để mà sinh sống lại, chứ còn xây kiên cố thì không được phép. Ở đây có bàn bi lắc. Nếu quý vị nào ngày xưa tuổi học sinh của mình có đam mê bộ môn chơi bi lắc này thì sẽ rất là nhớ bi lắc thưa quý vị. Một ký ức tuổi thơ tràn về. Ngày xưa thì quý vị nào, còn những quý vị nào mà không biết chơi thì hay quay vòng vòng như thế này. Wow, rất là nhớ luôn. Những gì xưa cũ ở Nha Trang vẫn còn ở đâu đó hiện diện trên cái xóm đường sắt này. Ở đây nhà ván cũng rất là nhiều thưa quý vị. Wow. Bên đây có 2-3 căn nhà mà đang khóa cửa, chắc đi làm rồi nè quý vị. Cửa đi vô nhà. Đây không phải nhà không ạ? Giống như nhà phụ trợ của họ không ạ hả? Nhà kho.
nhà kho của những hộ dân ở bên này. À, giống như ngày xưa nhà con ở bên Tôn Đảng vậy đó, là sinh sống bên này, còn bên kia làm nhà phụ trợ đó. Dạ cảm ơn ngoại. Dạ ngoại sinh sống ở đây từ xưa đến giờ không ngoại? Vậy ngày xưa ngoại có học trường Hưng Đạo không? Ngoại hồi xưa ngoại ở Bình Định mà. À ngoại ở Bình Định vô đây. Dạ dạ. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại. Cảm ơn ông. Dạ con chào ngoại. À vậy là dãy bên này là nhà phụ trợ thôi. Tại vì phía bên đây thưa quý vị, phía bên đây em quan sát được có rất nhiều những cái căn nhà cũng xây kiên cố nè, đẹp lắm. Chú Bình Võ thì ở ngay trong trại lính Bình Khê, thì gần với lại khu vực chỗ Lạc Long Quân đi vào. Còn chú Erika Trương thì có vẻ như sinh sống gần khu vực này. Khi mà em lên những video về đường Gia Long, khu ngã 6 thì chú rất là nhớ. Đi men theo cái đường tàu này thì sẽ đến với lại đường The Bo đó quý vị, khóm Vườn Dương. Hướng đây thì thông ra được khu vực chỗ nhà tập thể của những công nhân đường sắt, thẳng ra được trại lính Bình Khê luôn. Em sẽ men theo khu đường tàu rồi đến với đường depot. Góc này là thuộc đường Nguyễn Trãi, đường Phước Hải cũ rồi. Bây giờ là tầm 10 giờ sáng. Góc bên đó là đường Đờ Bô đó quý vị. Và ngay góc này thì em cũng đã có 1-2 video đi về hướng đó, cho nên em sẽ di chuyển theo hướng ngã rẽ vừa rồi. Trong này thì rất nhiều ngõ ngách. Góc đây là thuộc đường The Bo rồi. 6-4-1. Ở trong đây thì hết đường rồi. Bà con di chuyển từ trong này chạy ra hai ngã, đi qua đường Gia Long thì rẽ trái, còn ra đường Nguyễn Trãi hay là đường Huỳnh Thúc Kháng thì mình đi qua đoạn này.
Và cũng trong cái video gần đây, em thực hiện một cuộc tìm kiếm cô Thúy giúp chú David Phạm. Thì chú David Phạm đã được liên lạc, kết nối liên lạc được với cô Thúy rồi. Xin chúc mừng chú David Phạm một sự hội ngộ trùng phùng rất là đáng trân quý. Ở đây là đường chính của đường The Bo thưa quý vị. Phía ngoài kia đó là đường Phước Hải cũ, và cái building cao cao quý vị đang nhìn thấy đó là tòa nhà của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội Khánh Hòa. Thì ngay khuôn viên đất đó ngày xưa đó là rạp Hưng Đạo, rạp chiếu phim Hưng Đạo. Dãy này thì còn rất nhiều những khu đường tàu, những đường sắt đã bị bỏ hoang. Thì ngày xưa cái khu này á, nghe bà con kể lại là khu vực sửa chữa đầu máy. Ở trong này buổi tối buôn bán rất nhiều những thứ thiết yếu và những dịch vụ giải trí, có quán cà phê, có nhà hàng. Bên đây là khu đường sắt, em sẽ rẽ về hướng bên này. Ở đây thì cỏ mọc tùm rồi. Và ở trong nơi này đó là khu vực trại lính Bình Khê của ngày xưa. Và bây giờ thì ngay cổng chào vẫn đặt tên đó là khu Bình Khê đó quý vị. Đây là một cái bốt, có vẻ như là một cái bốt nhà mà chắc tồn tại từ rất lâu rồi, với cái kiểu cửa sổ. Một khu dân cư sinh sống của nhiều bà con của mình. Chào cô. Dạ cô ơi, cho con hỏi cái bốt nhà này chắc lâu năm rồi đúng không cô ạ? Dạ của bên đường sắt ha. Dạ dạ con cảm ơn cô. Chào chú. Chú cho con hỏi cái dãy nhà này là lâu năm rồi đúng không chú ạ? Trước năm 75 đến giờ là đã có rồi đúng không chú? Không, mới giờ năm 1994 Tại con thấy cái dãy nhà đây nè, dãy nhà này con nghĩ chắc cái cơ sở sửa đầu máy kéo của ngày xưa á. Bên kia hả chú hả? Là bên đây là chỗ cái mấy cái cánh cổng này, cái mấy cái cổng sắt người ta đóng lại đó. Rồi đấy, là lâu rồi. Dạ. Ngày trước. Dạ khu này là mới hả chú ha? Mới 94, 95 vậy. À năm 94, 95 đến giờ. Dạ dạ cảm ơn chú. Dạ dạ để con tới chỗ khu vực sửa chữa đầu máy kéo. Là trong đây chú ha. Dạ 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 được rồi chú, để con quay bên trong thôi. Dạ dạ
Dạ dạ nơi này. Đây là sửa chữa đầu máy kéo của ngày xưa nè quý vị. Bây giờ thì thành một cái phần đất hoang phế rồi. Cây cỏ mọc um tùm. Ở đây cũng chưa có kế hoạch để mà thay đổi một cái bộ mặt mới của thành phố Nha Trang đó quý vị. Ở trong này là khu tập thể đường sắt, rất nhiều những anh em, cô chú mặc đồng phục của đường sắt Việt Nam ra vô nơi này. Đây là gạch 4 lỗ, gạch này thời bây giờ. Hồi xưa 75 là gạch thẻ thưa quý vị, gạch thẻ cho nên nhìn vô là biết liền. Vậy là cái khu nhà này có từ năm 94-95 rồi. Ở đây nhiều ngõ đi quá. Ở đâu bà con cũng có phơi cơm. Cơm hiện tại thì 4-5 ngàn một ký. Dạ chào mấy cô, chào chú. Cho anh hỏi đây là khu Bình Khê đúng không cô ạ? À khu Bình Khê ở bên kia hả? Còn khu này khu gì ạ? Khu này không có phải khu Bình Khê. Dạ, bên đây là khu Đờ Bô hả? Vườn Dương. Cũng không phải Đờ Bô luôn. Vườn Dương. Ừ, khu Vườn Dương. Dạ, dạ, Đờ Bô là Bình Khê là bên kia. Thâu tường nữa là Bình Khê. À, dạ, ngõ đây đi được không chú? Được, đi đó cũng được, đi kia đi qua cũng được. Dạ, dạ, dạ rồi, cảm ơn cô chú. Quay dạ, làm dạ. Gì vậy? Dạ. Quay làm gì vậy? Dạ, con làm video YouTube đó cô. Đi dạ. Thì thằng đó nó có... Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ, dạ, con cảm ơn ạ. À. Dạ. Ở đây là khu Vườn Dương. Tổ 2 Vườn Dương. Bình Khê là sau cái dãy nhà này. Ở đây là một hẻm rộng đó quý vị. Còn trong cái khu Bình Khê là những cái ngõ hẻm rất là chật chội, nhỏ. Buổi sáng tại thành phố Nha Trang khi đi dạo trên những ngõ hẻm, những con đường rất là vui, rất là thấy thoải mái lắm quý vị. Giống như mình đi tham quan một vòng ở thành phố Nha Trang, chính ngay cái nơi mà em cũng chưa từng khám phá ra đó quý vị. Đây chắc hẳn là một căn nhà xưa nè. Gạch thẻ. Gạch thẻ của thời xưa. Chào cô ạ. À. Cô ơi.
con đi quay YouTube á, nhà mình là căn nhà xưa đúng không cô ạ? Nhà xưa. Là trước năm 75 đã có rồi. Năm sáu mấy có rồi. À năm sáu mấy đã có rồi cô ha. Nhà này nhà cổ. Nhà cổ luôn. Dạ dạ. Nhà cổ của thành phố Nha Trang. Dạ, con đi khám phá một vòng nữa đây nè. Con quay cho bà con coi á. Thì khu mình là phần dương, vườn dương hả cô? Còn sau lưng nhà cô là Bình Khê. Chắc vậy. Dạ, là trại lính Bình Khê là khu gia binh Bình Khê cô ha. Bây giờ không có gọi là Bình Khê nữa, bây giờ biết nhờ gọi là gì. Dạ, con thấy ở ngoài chỗ cái cổng chào á vẫn đề chữ Bình Khê á. Thấy là Bình Khê thì cứ gọi là Bình Khê đi. Dạ dạ. Ủa mà con quay để làm chi? Dạ, để bà con người Nha Trang mình ở đâu đó trên thế giới á, và ngay cả ở Nha Trang nữa, họ coi họ đỡ nhớ quê hương. Dạ. Đây là nhà là con cũng quay hết hả? Dạ dạ dạ, con đi một vòng hết thôn xóm là cái cổng sắt này cũng từ xưa đến giờ luôn hả cô? Thì cái năm sáu mấy đó là con như có cái nhà này là cái cổng này là luôn đó. Wow, năm sáu mấy đến giờ luôn. Năm sáu mấy đến giờ. Wow, mấy cái mối hàng này chắc quá cô ha, không có bị rỉ sét ha. Dạ dạ rồi, cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Cô làm thợ may hả cô? Cô làm thợ may hay cô làm gì? Cô giáo viên. Giáo viên hả? Dạ. Cô lúc trước cô dạy trường nào? Trường Vương. À trường Trường Vương là trường tàu cũ. Trường tàu cũ á. Là trường Kim Đồng. Năm đó là trường Vạn Thạnh hay là trường Kim Đồng cô? Cái năm mà cô dạy là Trường Vương rồi. À đổi thành Trường Vương rồi. Trường đó là chưa nói là trường tàu, trường Khải Minh vậy á. Dạ trường Khải Minh. Rồi sau này giải phóng vô cái nó là trường cấp 1, cấp 2. Dạ dạ. Nó lấy tên là Vạn Thạnh. Trường Vạn Thạnh, sau đó mới đổi thành Kim Đồng. Kim Đồng nhưng mà lúc đó nó còn cấp 1, cấp 2 rồi. Dạ dạ. Cô về cô dạy nó cấp 1 qua bên Tỉnh Thắng á. Dạ dạ. Nó để ở Trung Vương. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Cô cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ dạ chào cô ạ. Dạ. Một căn nhà xưa thưa quý vị, mái ngói hình dãy cá này. Những căn nhà xưa thì luôn luôn có trồng cây trái rất là nhiều. Đây là cây vú sữa. Bên đây có cây mãng cầu. Nhà cô có cây mít không? Không có cây mít nữa con. Đây là cây ngũ gia bì. À cây ngũ gia bì nữa. Ngũ ly bì. Ngũ ly bì. Dạ dạ. Ngũ gia bì á. Con thấy có cái gốc cây là to quá là cô, cây gì vậy cô? Bồ đề á. À cây bồ đề ha. Chết rồi. Bồ đề nó chết rồi. Chết gốc rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ rồi cảm ơn cô ạ. Chào cô. Ủa con là đi làm gì? Dạ con làm YouTube nè cô. Dạ con quay phim để chia sẻ lên trên mạng. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ. Đến đây rồi thưa quý vị, đến đây là khu vực đường Lạc Long Quân. Khu đây là đường Lạc Long Quân rồi. Hướng bên kia là di chuyển thẳng ra tới chỗ một vòng theo đường Đà Bô đó. Em sẽ men theo đoạn này. Ở đây là những cái ngõ hẻm mà em vừa mới kể nè quý vị. Những ngõ hẻm nhỏ san sát nhau. Và khu vực này thì những ngôi nhà cũng rất là gọi là nhà tạm, dựng tôn, dựng ván. Thì bà con vẫn đang sinh sống ngay trong chính những cái căn nhà như thế này. Ở đây bà con sinh sống cũng khổ lắm quý vị. Nhưng mà có một điều phải nói là em rất là thích ở khu vực này, khi mà bà con họ quan tâm tới nhau rất là tốt, kiểu như tối lửa tắt đèn có nhau đó quý vị. Khi mà nghe tiếng còi tàu thì hầu như những người nào cũng có ý thức là phải giữ gìn, làm cho đường tàu được thông thoáng. Và đặc biệt là nếu mà có trẻ em á thì bà con đều chạy ra đây để mà coi ngó thử xem sao. Và trẻ em ở đây sinh sống cũng rất có ý thức. Khi ven cái đường tàu này, tàu chạy qua lại thường xuyên, các em cũng
biết giữ mình và không có làm gì để mà ảnh hưởng đến mình và cả đoàn tàu. Một cái lối đi ở đây cũng rất là hẹp thưa quý vị. Chị cho em hỏi lối đi này ra được Bình Khê không chị? Hay là chỉ có những căn nhà ở đây thôi ạ? Dạ đi được ha. Dạ. Lối đi hẹp lắm quý vị. À dạ đi quay chia sẻ lên để bà con coi thôi ạ. À. À chỗ đây thì em nhớ rồi. Đây, đây là khu Bình Khê chính, đây là một khu cổng chào. Đây, đây là một cái khu chính của Bình Khê đó quý vị. Ở đây có một cái bãi đậu xe hơi rất là rộng. Tức là ở trong này thì những tầng lớp người dân cũng khá là đa dạng. Người giàu có và người khó khăn, người khổ đều sinh sống quanh quẩn nơi đây. Khu tập thể và khu Bình Khê. Quý vị muốn đọc tên nào cũng được. Đây là khu vực cổng chào Bình Khê. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi là một video em đi dạo quanh khắp các khu vực đường tàu ở khóm Vườn Dương, khóm Bình Khê và một góc đường Depo, gửi đến quý vị một quang cảnh đời sống sinh hoạt thường ngày của bà con. Thật sự rất vui khi được chia sẻ những hình ảnh này gửi tặng đến quý vị, và đặc biệt thì có chú Bình Võ và chú Erika Trương. Dạ, và đến đây em xin kết thúc video này. Rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng em, cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn và rất mong muốn là khi lên những video được quý vị luôn luôn đồng hành và cho em những lượt like, những lượt bình luận. Em rất là thích đọc được những bình luận của quý vị. Đến đây em xin kết thúc video ạ. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.